Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Subway Surfers. Ok, tựa game này mới update. Tựa game này update thêm cái gì đây? Let's go. Có cả chim bồ câu bay nữa chứ. Trong mới update cái loại đấy rồi. Ở đây thì có cả con tàu màu vàng, màu cam. Có nhiều cái rất là khác. Ok. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ hai. Mr. Smith. Let's go. Với câu này thì các bạn sẽ phải hóa thân là một chàng trai. Sau đó thì sẽ phải giải cứu cô gái này thoát khỏi ông M. Smith này. Ông ta đã bắt cóc cô ta và giam cô ta vào trong một căn phòng rất là nhiều quá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong nhà ông ta. Let's go. Rồi mình sẽ đột nhập vào cửa sau đây. Một cửa sổ nhỏ, ok. Xem dưới đây có gì không? Không có gì. Bắt đầu tiến lên trên. Let's go. Không có gì ở đây. Đây rồi. Wow, chỗ này không có gì. Mình sẽ phá những tấm gỗ ở bên kia. Đây bên này có hai tấm gỗ. Let's go. Cặp cây. Đây là chiếc chìa khóa để mở cốp xe ô tô. Nhưng mà trước khi để lấy được mã cốt, mình phải dùng một chiếc búa. Đây rồi. Hammer. Ok. Let's go. Thank you.
Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lonely Tune. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Taxi Sim 2020. Tựa game này thì các bạn sẽ hóa thân là một chàng anh chàng taxi, sau đó thì sẽ đi đưa người, đưa đón người. Các bạn cày được nhiều tiền thì các bạn mua được xe taxi ngon hơn, và khi mua được xe ngon thì các bạn có thể chở được những vị khách VIP hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Và mình sẽ cài cái này. Ok. Đây có một cô làng cần đi taxi. Taxi, let's go. Ok. Wow, vừa rồi mình đã ấn nhầm vào gara. Rồi,
tầm ra họ được tưởng là mình là nâng cấp. Okay, let's go. I hope you're a safe driver. Xem đường ra. Rồi, let's go. Okay, let's go. Rock Radio 89.2. Now for a classic driving tune. For all you motorheads out there, keep the pedal to the metal. Rồi, vẫn lãi được nhiều tiền. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tax Color. Ok, let's go. Rồi, nâng cấp mấy cái này đi. Let's go. Ok, perfect. Không biết dài nữa đâu. Xa không? Nhân mấy đây? Wow, 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 wow. 3.6. Ok. Tiếp tục nào. Nâng cấp anh này lên. Go. Wow, được 2.6 ta. À, một cái 3.6 rồi. Vẫn thế, ok. Được có 428 tiền. Wow, rất là ít. Rồi, let's go. Ok, rất là xa luôn. Wow. Ồ, ngon. Nhân 64. Wow, wow. 1.900 luôn. Rất là nhiều. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Welcome to... Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Good one.
chết rồi, ông ta đang le mình. Mình đi trả lời sai ngay từ đầu tiên. Nếu không ông ta chưa đi được cái cửa đâu, mình sẽ trả lời nhanh thôi. Let's go. Ok, chạy thôi. Và từ game này các bạn mới đi tìm 7 cuốn sách tất cả. Và càng tìm được cuốn sách nào thì chúng ta đi càng nhanh. Cho nên các bạn phải cẩn thận, không là chúng ta sẽ bắt các bạn ngay. Oh my gosh, đi chúng ta đến tận đây rồi mày. Wow, không chạy kịp rồi. Bộ này thì mình chắc chắn mình sẽ thua rồi. Chưa vào được trong này thì các bạn sẽ phải chạy nhanh, sau đó thì là chuồn đi, rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Sniper, he and six, let's go. Ok, let's go. Thì game này thì các bạn phải đi tìm 16 thú bông, sau đó thì cho vào trong cái giỏ này. Và trước mắt thì các bạn muốn nhảy cao hơn nữa, các bạn phải đi tìm những hòn đá, sau đó thì sẽ chạm vào những cái lỗ này. Ở trong này là lấy rồi. Ok. Đây có một con này. Rồi rồi. What? Cậu bạn này ngay ở đây rồi. Lên trên này. Đó là miếng thịt này các bạn vứt ở chỗ này, thì khi đó sẽ có một con thú bông nó sẽ đưa ra, và lúc đó các bạn sẽ cầm con này luôn. Let's go. Rồi, và cứ thế các bạn đi tìm 16 thú bông ở xung quanh trên đầu và trên đây, rất là nhiều luôn. Và khi đủ 16 con các bạn sẽ sang chapter 2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
Smiling Eagles 2. Let's go. Rồi, và các bạn tháo cho mình những con ốc ở đây ra. Hey you, come here. Follow me. From teaser wisdom. Okay, let's go. Wow, đây là một bộ phận không biết làm cái gì đây. Nghiên cứu về vũ trụ à? Wow. Hi. Nhảy cao quá à, đâu mà sợ chết luôn. Tài thật. Ok. Rồi và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.